Khoan chừng 2 giây, chưa nhấn like thì nhớ nhấn cho thầy nha. Còn chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký. Chúc các em xem video vui vẻ. Rồi thầy ơi, tới thiên đàng rồi nè thầy ơi. Ủa, trời, hình cửa khứa áo vàng đâu đây nữa nè thầy. A Tổn đâu rồi, A Tổn lên trên này chưa vậy? Ơi, A Tổn. Hello, chào A Tổn nha. Rồi bây giờ chúng ta làm gì nữa đây A Tổn? A Tổn muốn chúng ta mở cánh cửa này ra. Nhưng mà bây giờ phải mở bằng cách nào đây? Đâu có chìa khóa đâu. Ôi, ổ điện nè. Sạc A Tổn. Mở cửa. Em thấy A Tổn giống như quản gia của cái nhà này vậy đó thầy. Chỗ nào A Tổn cũng biết. Và nhờ A Tổn mới mở được cửa. Thầy cũng thấy vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vô căn phòng thí nghiệm nha. Bên đây có một căn phòng đã bị khóa. Bên trong chắc là chứa tài liệu nghiên cứu của phòng thí nghiệm này rồi. Còn chính giữa này là chỗ thực hiện thí nghiệm nè. Nước gì đen thui vậy? Cà phê đen hả? Hình như bên này là bản công thức để làm sữa cho thằng khứa áo vàng nè thầy. Bước 1 là bông hoa. Bước 2 là A Tổn xịt cái gì vô bông hoa để lấy cái màu xanh ra. Sau đó chúng ta sẽ chọn công thức màu xanh màu đỏ. Nó sẽ ra bình sữa màu hồng và cho thằng khứa áo vàng uống. Ê, trên này có cái chìa khóa màu hồng nè. Mà mình lùn quá đâu có tới đây đâu. A Tổn ơi, A Tổn, lấy giùm thầy cái chìa khóa đi A Tổn. A Tổn tận tới cây rồi thầy ơi. A Tổn rất là yêu thiên nhiên. Cái này là cái gì vậy ta? Để em bật thử coi. Gì đây? Ô, máy hút bụi đi ơi. Máy hút bụi công suất lớn luôn. Dặn lại để hồi nó hút mình bay vô trống nữa. Ê mấy đứa nhìn nè, cây bông gì chà bá luôn rồi. Ê ơi, ui, bông ăn thịt người kìa. A Tổn, xử lý nè A Tổn ơi. Đúng rồi, xịt nó. Trời ơi, xịt nó. Đó. Ừ, gà gì vậy kìa. Ủa thầy, cái màu xanh này là giống như cái công thức hồi nãy người ta hướng dẫn mình đó thầy. Bỏ vô để làm ra sữa cho khứa áo vàng uống á. Đây nè thầy, trộn màu xanh với màu đỏ ra màu hồng. Để thầy trộn rồi cho zombie uống thử nha. Uống cái này vô là trường sinh bất tử nè. What? Bật cái màu đỏ nè. Rồi bây giờ mình bật lại cái màu xanh. Cho hai cái dung dịch nó trộn vô cái bồn này. Rồi nó sẽ ra cái nước màu hồng. Nó ra chỗ cà phê đen của mình hồi nãy á. Rồi thầy múc cho zombie uống. Rồi thầy ơi, chúng ta chuẩn bị có dung dịch black bean rồi thầy ơi. Ủa sao nó ra màu hồng không vậy ta? Rồi em múc con chai muốn thử nha thầy. Em mà cứ biến thành quá vật là em kiếm thầy đầu tiên. Gì con chuyện nữa rồi. Thôi thầy ơi. Rồi ơi. Uống cái này vô ảo giác luôn cái gì nè. Ơi quá vật xuất hiện kìa. Trời ơi, ơi. Mình lỡ sử dụng thảo dược. Bây giờ mình dính đồ rồi. Hết cứu rồi. Kỳ vậy ta. Thôi bị gì rồi. Ơi, khứa áo vàng nó tới đây rồi kìa. Em bé vé lồ vàng khè của anh. Chào em đã tới phòng thí nghiệm này. Và em sẽ là vật thí nghiệm trong ngày hôm nay. Đúng không A Tổn? Đúng. Đối với em bé bình thường thì người ta uống một bình sữa là đủ. Còn đối với em bé vé lồ này thì chúng ta sẽ cho bơi trong thau sữa luôn. Đó. Vậy nó mới hợp lý, nó mới đủ sức. Ấy. Mày làm sao mày anh ơi? Được rồi, bây giờ để anh Ma Xương Đen chăm sóc cho em nha. Lên. Nếu em cảm thấy trò đó chưa vui thì bây giờ anh sẽ cho em chơi trò mới. Trò chơi mạo hiểm nha. Lên đây. Anh sẽ cho em chơi trò trượt ống siêu cấp nha. Lên. Rồi không biết em sẽ đi đâu về đâu đây. Đâu rồi ta? Trời, sao em lại rơi xuống cái thau sữa nữa rồi? Em đang khát sữa đúng không? Thiệt là tội nghiệp á mà. Ở đang chơi vui với cái thau sữa luôn á thầy. Mặc dù nó là quái vật nhưng nó chỉ là một đứa trẻ nhỏ thôi. Chúng ta phải yêu thương nó nha. Mấy đứa nãy giờ chơi đùa với nó đủ rồi. Bây giờ thầy sẽ cho nó uống sữa. Phải đối xử tốt với trẻ nhỏ, đặc biệt là mấy con quái vật này. Rồi, uống sữa nha con. Uống sữa đây. Uống vô. Ôi. Ôi. Thầy ơi, nó uống sữa vô, nó hút mấy cái đồ vật vô quá trời luôn rồi thầy ơi. Ôi. Bạn nào mà muốn có sức hút thì uống sữa này vô nha. Sữa này rất là có sức hút luôn á. Bây giờ mình sẽ cho nó uống thêm bình nữa để nó hút cho đã. Đây, đó, hút vô. Ấy, cái chìa khóa nè. Ơi, nó hút cái chìa khóa vô luôn nè mấy bạn. Rồi chim cút đi cưng. Cưng đã hết giá trị lợi dụng. Anh đã lượm được cái chìa khóa màu hồng rồi. Rồi chìa khóa này mở ở đâu vậy thầy? Đây Ma Xương Đen ơi, để tôi mở cho. Happy birthday nè. Ủa, à cái này là cái nhà bếp. Có cái lò nướng nè. Rồi có món nướng luôn. Cái gì vậy bà nội? Không phải A Tổn đâu, yên tâm đi. Ê, món nướng của chúng ta ngày hôm nay. Biết thế nào hồi bé cũng hành hạ anh thôi. Nên bây giờ anh sẽ cho bé biết cảm giác. Nói chứ thằng này là quái vật á mọi người, không phải là em bé đâu, nó chỉ giả dạng thôi. Giả dạng đáng thương để qua mặt mọi người ha. Không có đâu cưng, chưa vô. Chuẩn bị nè, chưa vô. Vô đây, đừng có làm khuôn mặt đáng thương đó đây. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo cầm cái này nha. Chuẩn bị chưa? Lên đường nè. Rồi mọi người né ra một bên. 1, 2, 3. Happy birthday to me. Thấy không, nó đâu có sao đâu mọi người. Thôi
làm khuôn mặt đáng thương vậy chứ, nó nguy hiểm lắm á. Rồi đi du lịch đi, để anh làm công chuyện chút. Ê, cái ống này sao đi gần chứ. Đây là cái tay vặn còn thiếu bên này nè zombie ơi, gắn vô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay cái này cho nó hút tổn vô. Tại sao lại ngồi buồn như vậy? Đi qua đây chơi trò chơi nè em ơi. Rồi ngồi đây nha, coi lần này nó đưa em đi đâu. Rồi đi đâu mất tiêu luôn rồi. Ủa đi đâu vậy? Ê con mèo kìa. Ê rồi ok. Bên trong đó có con mèo với cái chìa khóa đó đó zombie. Bây giờ chúng ta sẽ cho thằng này có sức hút nha. Rồi xong rồi cho nó đi cái đường này, nó sẽ hút chìa khóa ra cho chúng ta. Rồi đi. Đúng rồi, hút chìa khóa ra cho thầy nha. Đừng có hút con mèo là được. Rồi hút chìa khóa đi, đâu mất tiêu rồi. Đó. Rồi. Hay lắm em trai của ta. Rồi bây giờ cưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ta sẽ cho cưng tắm trong cái thao sữa này. Đó, ta sẽ lấy cái này để mở cửa đi. Mèo ơi, ta tới rồi đây mèo ơi. Ngươi đâu rồi? Ủa nó chạy mất tiêu nữa rồi. Rồi nhặt sách coi, cơ sách này có gì. Ơi, có gì vậy? Phong ấn hả? Có ổ cắm điện. A Tuấn ơi, lại đây. Để tôi mượn bạn xíu nha. Rồi, gắn vô. Không có điện, A Tuấn không chịu. Phải bật cái con tắc này lên trước. Rồi, xong mới gắn A Tuấn vô. Ê, con mèo với khứa ông vàng ngồi chảnh kìa. Rồi, đây, gắn A Tuấn vô. Ê, nhìn kìa, cái thang nó di chuyển kìa mấy em ơi. Rồi giờ sao leo lên? Ê, nó di chuyển rồi, giờ sao mình leo lên đây? Em cũng không biết nữa này. Ê, khứa này lấy sách nó chọi mình nè thầy. Xong cưng gọi cưng ơi, yên ổn cưng không muốn, muốn chọc anh đúng không? Rồi cho cưng vô trong này luôn. Hey. Vừa lòng chưa? Trời đất ơi. Đó thầy thấy chưa thầy? Sau lưng mình là nó ăn hiếp A Tuấn vậy á thầy. Để em dạy dỗ cho khứa áo vàng này một bài học mới được. Không được ăn hiếp A Tuấn nữa nghe chưa? Khứa áo vàng này bây giờ nó biến thành ông vàng luôn rồi thầy. Đây, những cái ký hiệu mà chúng ta đã tìm thấy hồi sớm giờ là cái mật mã để mở cánh cửa trên này nè thầy. Rồi mở cửa đi thôi. Bây giờ là A Tuấn đi, A Tuấn ơi đừng ở đó nữa, hồi nó chọ sách nữa đó. Mấy em nhìn thấy cái mặt nạ này có quen không? Giống như cái mặt nạ của ông hàng xóm quạ ghê ha. Dạ đúng rồi thầy, ở đây có 4 cái luôn nè, nhưng mà bị ai lấy đi một cái rồi. Căn phòng này dẫn đi đâu đây? Hình như là xuống chụp hình kỷ niệm hay gì á mấy đứa ơi. Để thầy coi. Ê trời đất ơi, khứa áo vàng nó chơi vậy á mấy đứa. Nó biết thầy yếu tim mà nó không chơi vậy nữa. À đúng rồi thầy, chỗ này là chỗ để chụp hình lưu niệm nè. Rồi có sách hướng dẫn sử dụng nữa. Căn phòng này là gì đây? Ui, căn phòng gì mà đỏ tươi nhìn ghê quá vậy. Máy chiếu phim. Này phim chưa phát triển ở đây. Ở này là những bức hình mà người ta đã chụp. Có A Tuấn nữa nè thầy. Rồi có khứa áo vàng nữa. Khứa áo vàng đâu rồi, ra đây biểu coi. Lên ghế ngồi chụp cho tấm hình nè. Ngồi đây, ngồi đàng hoàng vô. Chờ thầy chút xíu nha. Mở cái mắt camera ra mới được. Rồi chụp nè. Vô. Hả? Ủa thầy ơi, sai thầy ơi. Ở trong này nó nhìn khác ở ngoài quá thầy. Thầy coi ở ngoài nè. Ở ngoài nó đâu có màu mè gì đâu. Ghế còn bị hư nữa. Đúng rồi, sai quá sai luôn á. Chờ thầy chút xíu để thầy vô, thầy lấy cái này. Lấy cái phim của máy ảnh gắn vô rồi mới chụp được. Đó, để coi có khác biệt gì không nha. Không khác gì luôn. Có tấm phim luôn rồi nè. Để thầy vô trỏng mà thầy nhúng vô dung dịch kia nha. Ê, khứa áo vàng này vô đây nó coi nữa. Để ta cho ngươi vô trong này trước. Rồi xong, cảm thấy thoải mái chưa? Quá trời nhiều chuyện luôn á. Rồi để em nhúng vô trong này. Ê, ủa sao kỳ, sao nó văng ra ta? Nhét vô máy này hả? Hồi nãy mình chụp ảnh chứ mình đâu có quay phim đâu. Rồi rớt ra rồi nè. Đem nhúng lại mới được mấy đứa ơi. Sao cái này nó kỳ quá vậy? Ê, được rồi nè, lần này được rồi nè. Đó, chắc lần này bỏ vô máy được rồi nè. Để coi nó có lên hình không nha. Rồi xong, đó, động đất luôn rồi. Cái gì vậy? Đúng rồi nè thầy, đúng cái hình này rồi.
nhưng mà mọi thứ thì nó rất là khác. Nó chỉ có thằng nhỏ này là giống thôi, còn bối cảnh ở phía sau lưng thì đã bị thay đổi hoàn toàn với ở ngoài luôn rồi. Cái máy ảnh này độc lạ Bình Dương thiệt luôn á. Ê, mấy đứa nhìn kìa, y chang cái bức ảnh hồi nãy mình chụp luôn kìa. Mọi thứ đã được khôi phục trở lại rồi nè. Hình như là cái máy ảnh này nó có thể quay ngược lại thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra ở đây á. Để em thử lại một cái nữa thầy ơi, coi mọi chuyện có phải là như vậy không. Ê, phía trước bây giờ y chang cái lúc ban đầu mình vô luôn nè thầy. Hình như đây là máy ảnh phục hồi của Doraemon. Đúng là con trai của ta. Em sẽ dùng cái máy ảnh để phục hồi những thứ hư hỏng ở trong cái phòng này nha thầy. Để coi ơi, có gì hư không nha. À đây rồi, cái ổ điện. Hiện tại bây giờ thì cái ổ điện đã bị hư, mình sẽ phục hồi nó lại. 15 minutes later. Sao rồi, ổ điện đã được sửa chưa vậy? Để thầy coi. À được rồi. Rồi mở cửa. Ủa sao, à một cái cây nữa nè, sao héo queo vậy? Có vẻ cây đã chết. Không sao đâu thầy ơi, đã có máy ảnh phục hồi của Doraemon rồi. Chụp cho em cây một bức hình, em cây sẽ trở về quá khứ thôi thầy. Đây, cây, vô gửi hình. 15 minutes later. Em cây của thầy sao rồi? À được rồi. Trời ơi, sao làm gớt rồi? Cầm đi, cái này là hình của ngươi đó. A Tuấn ơi, A Tuấn, cái cây này nó cắn thầy. A Tuấn ơi, A Tuấn, đó, A Tuấn của thầy đã tới rồi đây. Dám láo với A Tuấn hả? Rồi, chúng ta đã có một cái màu xanh lá cây rồi đây. Bỏ vô để tiếp tục pha trộn công thức thôi. Rồi, đó, nó đang lan tỏa kìa. Mà bên này đâu có ghi công thức gì về cái màu này đâu ta. Bên này nè thầy ơi, bên cuốn sách nè. Rồi, màu xanh với... Trời ơi, tụi anh ra coi. Màu xanh với màu đỏ nó sẽ ra cái túi sách. Ủa mày, như là cân nặng hay gì vậy thầy ơi. Đợi chút nha, thầy pha cho uống. Rồi, cái màu đỏ với cái màu xanh này nó ra cân nặng đúng không? Cái loại thuốc này là dành cho ma xương trắng với ma xương đen nè. Hai đứa đó ốm quá. Còn Bitman thì đừng uống nha. Uống vô một cái là không đi nổi luôn á. Rồi có thuốc rồi đây. Mời em uống thử cho thầy coi tác dụng của nó là gì nha. Ôi ơi, trời. Quá trời luôn rồi. Mấy đứa có thấy con ông nào mà bị ông đánh chưa? Rồi. Ôi, ủa động đất luôn kìa. Đệ tử của Bitman làm động đất luôn. Ủa, đối thủ này quá nặng ký luôn. Để xuống cái là động đất luôn. Ấy, nhưng mà hình như là có 5-6 giây gì là hết thuốc rồi. Chờ uống tiếp. Ủa đâu tiêu rồi. Ở đây, trời chạy đầu cưng. Uống vô cho đẹp trai giống Bitman ơi. Ây, nặng quá trời quá đất luôn á. Dùng sức nặng để giúp thầy mở cái cửa này ra nha. Rồi, vô nè. Đó. Trời ơi. Uống cái đó vô nặng cả 500kg á thầy. Rồi, mở cánh cửa thiên đàng rồi thầy ơi. Qua thôi. Không khí thật là trong lành. Mấy em coi kìa, A Tuấn rất là thích cây cối nên được ra đây A Tuấn khoái quá trời luôn kìa. Thầy ơi, thầy có thấy gì không thầy? Cây bông cuối cùng ở đây rồi. A Tuấn ơi, A Tuấn, lại xịt keo đi A Tuấn. Đúng rồi. Ê, gì vậy? Ê, ngon không phải nè. Rồi nhỏ nhấp bức cây qua A Tuấn vậy thầy. Xong rồi. Ê, đừng có phá A Tuấn. Mình không thể nào ngăn cản được nó mấy đứa ơi. Lại gần nó là có mấy cái này chĩa ra. Đợi em khai quả thầy ơi. Em sẽ cho cửa áo vàng biết tay. Khai hỏa. Mày hả bưởi. Bắn nè. Bum nè. A Tuấn cứ bình tĩnh đi nha, chuyện đâu còn có đó mà. A Tuấn cứ bình tĩnh đi, chưa vô. Cái gì vậy bà nội? Tôi sẽ bắn A Tuấn qua cái chỗ của nó rồi A Tuấn bắt nó nha. Chuẩn bị chưa? Lên được. À, cái gì vậy em ơi? Bây giờ muốn bắt được nó chỉ có cách làm cho nó choáng thôi à. A Tuấn ơi, chuẩn bị nè. Nó kìa A Tuấn. Ê, hả bưởi. Rồi, A Tuấn ơi, nó bị choáng rồi. Bắt. Rồi, xong cưng rồi, cưng ơi. Đi A Tuấn, Lên. Rồi, cho nó bay ra khỏi xe bờ trái đất luôn. Lên đây cưng, chui vô. Rồi, khai quả. Con ông vàng đã được bay rồi. A Tuấn cảm thấy vui vẻ chưa? Rồi, nếu cảm thấy vui thì lại đây giúp thầy lấy cái bông này đi, lẹ lên. Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây đâu. A Tuấn ơi, A Tuấn, lại đây lẹ lên A Tuấn ơi. Nó ăn hiếp thầy nữa nè. Đúng rồi, hay lắm A Tuấn ơi. Làm gì cưng. Rồi, đi về thôi, chúng ta đã có nhiên liệu cuối cùng rồi. Không biết mình sẽ làm được món gì nữa hén thầy.